Em làm con dâu kiểu gì đấy? Có mỗi chút việc chăm mẹ mà em cũng trốn tránh là sao? Thì họ sẽ lật đổ anh. Lúc đấy nhà sẽ mất hết, mất trắng hết. Em có hiểu không? Anh không thể nào sống chung với người điên được. Anh chưa ngủ à? Anh chưa ngủ đấy. Anh mệt lắm rồi. Mai đi làm sớm nữa. Anh ngủ đấy. Mẹ sao rồi em? Em vừa cho mẹ ăn uống, tắm giặt với thay quần áo cho mẹ rồi. Ừ, vậy tốt rồi. À, tí nữa em lên công ty nhá. Lên công ty á? Ừ. Công ty đã có anh lo. Em cứ chăm lo tốt ở nhà cho mẹ đi. Nhưng mà em cũng nghỉ lâu rồi. Với cả là em nhớ công ty, nhớ công việc ấy, nhớ nghề. Nghỉ lâu thế này em sợ em quên hết việc mất. Thì cái chuyện này ấy, để mẹ khỏe lại đã rồi tính. Bây giờ em ở nhà chăm sóc cho mẹ. Mẹ đã không đi lại được, đã không nói chuyện được. Nhỡ mà thuê người ngoài ấy, họ đối xử tệ với mẹ thì sao? Anh cứ lo xa quá chứ. Thì thoảng thì em vẫn về chăm sóc mẹ. Với cả là nhà mình lắp thêm cam, có sao đâu. Không được. Em làm con dâu kiểu gì đấy? Có mỗi chút việc chăm mẹ mà em cũng trốn tránh là sao? Thế còn anh thì sao? Bao nhiêu lâu rồi anh không hỏi thăm bố? Bố khác. Bố vẫn khỏe mạnh và bố thích thư giãn ở quê. Anh có ép bố đâu. Ý em không phải như thế. Nhưng mà đấy, anh xem, bây giờ bố cũng già rồi. Biết là bố thích ở quê, nhưng mà bố đã về quê giao hết công việc cho vợ chồng mình. Thì thi thoảng vợ chồng mình cũng phải hỏi thăm bố chứ. Lâu lắm rồi em chẳng thấy bố liên lạc, đâm ra em lại lo. Thôi được rồi, thế này đi. Em về quê thăm bố, xem bố như thế nào vài ngày. Còn việc mẹ ở trên này, anh sẽ thuê người chăm tạm nhé. Còn việc ở công ty, anh sẽ lo. Em yên tâm. Thôi, em đi làm nhé. Chẳng biết gì cả. Em lại cứ nghĩ là bố thích ở một mình. Hết mẹ bị tai biến, rồi bố vợ bị điên nữa. Chạy phát điên lên mất. Anh nói như vậy là sao? Cả em và anh đều là phận làm con cơ mà. Sao tự nhiên đang yên đang lành lại phát bệnh điên lên thế này? Chắc là do bố nhớ mẹ em quá, cô đơn quá mà phát bệnh. Bảo sao tự dưng bố lại giao hết cả công ty cho vợ chồng mình. Bố ơi là bố. Thôi em đừng có kêu ca nữa. Anh đang đau hết cả đầu đây này. Kêu ca thì giải quyết vấn đề gì? Sao lại nói như thế? Chỉ là em thấy. Thế làm sao đây? Làm sao đây? Toàn bộ giấy tờ hợp pháp của công ty bố vẫn giữ, còn chưa ủy quyền hết lại cho anh đây này. Bây giờ anh chỉ lo có chuyện đấy thôi à? Chẳng như thế à? Nếu như cổ đông của công ty mà biết tình hình hiện tại của bố như thế này ý, thì họ sẽ lật đổ anh. Lúc đấy nhà mình sẽ mất hết, mất trắng hết. Em có hiểu không? Em... Thế thì tạm thời mình cứ dự kiến chuyện này đã. Chữa bệnh cho bố đã được không anh? Ha ha ha.
Điên ý, không biết buồn đâu. Anh nói cái gì vậy? Anh chán cái cảnh này lắm rồi. Em chăm mẹ anh một năm qua cũng chưa bao giờ em nói câu đấy. Nhưng mà đây là người điên, em có hiểu không? Đây là người điên. Anh không thể nào sống chung với người điên được. Suốt ngày phá vách rồi làm phiền, anh mệt lắm. Mà anh đi làm cả ngày ý, anh đã đau đầu, anh đã mệt mỏi lắm rồi. Bố chỉ có một mình em là con, cũng giống như mẹ anh chỉ có một mình anh là con. Nếu như anh cảm thấy phiền, em sẽ đưa bố đi nơi khác để chăm sóc. Thế còn mẹ tôi thì sao? Thế anh muốn chạy đôi người em ra nhỉ? Em cũng mệt mỏi lắm chứ. Thôi, tôi không muốn cãi vã nữa đâu. Chào cả nhà, em có làm phiền cả nhà không ạ? Mình nhá, có việc gì mà sao lại đến giờ này thế? Em có việc cần xin ý kiến của anh gấp rồi mình dám bàn giao công việc ạ. Ừ, thế vào phòng làm việc của anh nhá. Dạ. Chị Huyền có sao không chị? Không sao đâu, cô vì công việc mà không quản ngại thời gian, chị cảm ơn cô còn chẳng hết nữa à. Dạ thôi, chị với cả bác ngồi nhá, em xin phép vào phòng làm việc của anh Long ạ. Thôi nào bố. Thôi bố đi vào đây, con lấy cơm cho bố ăn nhá. Đi bố, đi nào. Đi. Nào, nhận đầu mọi người thì sao? Không sao đâu, cô ta đi mua thuốc cho lão già, tối khuya mới về cơ. Em chiều anh một tí nhá, anh nhớ em không chịu gì nữa. Đâu? Anh nhớ em lắm rồi. Kia. Em. Hả? Cái lão già điên ấy thì lo cái gì? Nào. Mà ông ta cũng hết thời rồi nhỉ? Đang là tổng giám đốc lớn của một công ty, tự nhiên về quê rồi lại phát điên. Em cứ chờ anh một thời gian nữa thôi. Lúc mà anh tìm được giấy tờ của công ty rồi, anh sẽ đuổi bố con cô ta ra khỏi nhà. Anh chán ông già điên này lắm rồi em ạ. Anh cũng to gan lắm cơ. Cưới con gái nhà người ta, ở nhà của người ta, làm trong công ty của người ta. Anh định ăn cả tài sản của người ta hay sao? Anh chán cô ta lắm rồi. Anh chỉ muốn được có em thôi. Đúng rồi, vào trong nhá. Lấy được giấy tờ nhá của công ty, tôi sẽ đuổi cổ ông ra khỏi nhà ấy. Ha 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 ha
Này, ông điên nó vừa vừa thôi. Anh làm cái gì bố thế hả? Chị Huyền, lỗi là do em đã để bác Thịnh rồi làm ướt hợp đồng ạ. Đây là hợp đồng rất quan trọng ạ. Phải làm sao bây giờ anh? Đây, em xem xét đi. Chết rồi, tại vì là bố bị điên nên là bố không biết nó quan trọng. Anh cố gắng sửa được không? Bố, từ lần sau bố đừng quậy như thế nữa nhá. Hiểu bố. Ông không cười được à? Tại sao tôi lại không cười được? Cậu định dùng cái tờ giấy nhát này để làm cớ hành hạ con gái tôi hả? Bố, con có nằm mơ không hả bố? Bố tỉnh rồi ạ? Con khổ thân con quá. Con không sao đâu bố. Bố khỏe là tốt rồi ạ. Bố khỏe mà, bố có làm sao đâu. Sao bố lại nói thế? Bệnh điên của bố. Này, bố giả vờ đấy con này. Con khờ dại lắm. Bố thấy con không hạnh phúc. Bố làm thế này để rõ ràng câu chuyện ra. Bố, sao bố làm như vậy ạ? Cậu ngạc nhiên lắm à? Tôi không ngờ cậu là thằng khốn ạ. Xin nữa, tôi đã giao cả cái tài sản này cho cậu rồi đấy. Ơ kìa, bố, sao bố lại nói như thế? Anh Long, anh ấy đã rất vất vả với công ty đấy bố ạ. Vất vả cái gì? Con chưa hiểu ý đồ của bọn chúng nó đâu. Con để chăm sóc mẹ nó và định cướp cái tài sản này của bố con mình này. Bố hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Cậu còn già mồm mà. Được, tôi sẽ cho cậu xem. Đây, con xem đi. Em cứ chờ anh một thời gian nữa thôi. Lúc mà anh tìm được giấy tờ của công ty rồi, anh sẽ đuổi bố con cô ta ra khỏi nhà. Chuyện này là sao anh Long? Huyền ơi, anh xin lỗi. Thật ra là... À, đây, chính cô ta. Anh nhất thời bị cô ta dụ dỗ. Huyền ơi, em phải tin anh. Cái gì? Chính anh là người dụ dỗ tôi. Anh nói anh chỉ lợi dụng cô ta thôi mà. Đi mồm đi. Chính cô mới là người dụ dỗ tôi, có biết chưa? Hai người tôi đi. Anh Long, anh không cần phải giải thích gì nữa đâu. Hai người cút ra khỏi nhà tôi. Từ nay tôi với anh không còn một mối quan hệ gì nữa. Huyền ơi, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Anh thôi đi. Anh và cô ta cút ra khỏi nhà tôi. Cút ra khỏi nhà tôi. Đi đi. Cút. Con, chuyện nào rồi nó cũng qua đi con ạ. Ở trên đời này còn nhiều người tốt lắm. Đừng khóc nữa, còn có bố đấy mà. Bố. Đến đi con.